gia hộ cho sư cô được hoàn thành mỹ mãn. Không biết nói gì hơn, cuối cùng xin kính chúc toàn thể cho công đức tăng ni vạn sự an khang, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là lời đạo từ của trên thượng tọa chứng minh, thay mặt cho sư cô trụ trì cùng ban tổ chức, chúc con thành kính cảm niệm tri ân và ghi nhận y giáo phụng hành tất cả những lời chỉ dạy của thượng tọa, để cầu nguyện cho công trình xây dựng đặt đá chùa Trung An sớm được hoàn thành viên mãn. Nam mô Hoa Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể quý liệt vị, trước khi cung thỉnh chư tôn đức và mời quý vị tiến vào trong chánh điện niêm hương sái tịnh để làm lễ đặt đá, chúc con thay mặt cho ban tổ chức thành kính cảm niệm dâng lời tắc cảm tạ lên quý ngài. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, buổi lễ đặt đá chùa Trung An đến đây đã thành tựu viên mãn. Sự hiện diện chứng minh của chư tôn thượng tòa đại đức tăng ni, trước đạo tình cao cả của quý ngài, chúng con nguyện cầu chư tôn đức pháp thể khinh an vũ trụ ta bà là bóng cây đặt ban ngành đoàn thể đã đến tham dự, kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe để phục vụ tổ quốc và nhân dân. Chân thành ghi nhận công đức toàn thể quý Phật tử xa gần đã về tham dự và hỗ trợ cho Phật sự trọng đại này thành tựu viên mãn. Cầu nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho quý vị gia đình luôn an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể quyền liệt quý vị, ghi tâm đạo tình và nghĩa tình mà chư tôn đức và quý vị đã dành cho chúng tôi, luôn nỗ lực hết sức mình để cho ngôi chùa sớm hoàn thành, góp phần tô đẹp cho ngôi cổ độ xanh. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin được một lần nữa cảm niệm chư tôn đức và xin được gửi lời tri ân đến toàn thể liệt quý vị. Suốt quá trình diễn ra buổi lễ, không sao tránh khỏi những điều sai sót, ngưỡng mong chư tôn đức cùng toàn thể liệt quý vị niệm tình hoan hỷ bỏ qua. Giờ này chương trình lễ đặt đá đã khép lại, chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức mời toàn thể liệt quý vị khởi thân hồi hướng vào bên trong chánh điện để niệm hương. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức tiến vào ngôi tam bảo để niêm hương cầu nguyện. Kính cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni quang lâm vào chánh điện. Kính mời quý cấp lãnh đạo chính quyền hoan hỷ tiến vào bên trong chánh điện để cùng nguyện hương cầu nguyện. Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Thành Trung, ông Nguyễn Văn Chân, ông Nguyễn Văn Phích, ông Đặng Văn Minh và đại diện cho cán bộ dân tộc tôn giáo cùng các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện, thị trấn Chân Thành cùng tiến vào bên trong niêm hương bạch phần. Và xin mời đại diện cho kỹ sư xây dựng cùng tiến vào bên trong trước tam bảo niêm hương để cầu nguyện cho công trình. Em vô trong cái micro nữa không? Yeah.
Ta ra 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 ta ra
ma ya di đề đề ya na ra cần kỳ địa vị sanh ya ta ya ma ya tấn đà ya ta ba ya tấn đà chu nghệ thân vàng đà ya ta ba na ra cần trì ta ba ya ma ra na ra ta ba tấn ra tấn a mô kê ya ta ba ma ya ta ba ha ya kiết ra ya tấn đà ya ta ba ha ba đà ma yên tất đà dạ ta ba ha ra ra cẩn trì văn đà ra dạ ta ba ma ba lời nam kiên đà dạ ta ba nam mô a ra ra na ra ra dạ dạ nam mô a thì dạ ba lo yên đế hương mang đà dạ ta ba ha tân điện đô mang đà ra ba sa dạ ta ba ha tân điện đô mang đà ra ra dạ ta ba ha tân điện đô mang đà ra ba sa dạ ta ba ma với nhà ba la ma đa tâm kinh quán từ tại bồ tát tâm với nhà ba la ma đa thời chiều kiến nguồn giải công độ như tiếng cổ anh trả lời từ tâm về nhị công đó tinh ba tâm về chẳng thì lỗ tâm trung vô sanh vô thọ tường hành tường vô nhận nhị tí thiền tâm ý vô sanh thinh tương vị xung hóa vô nhận giới này chỉ nhị vô lão tự diệt vô lão tử tăng vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc chỉ vô sở đắc cố bồ đề tâm đòi ban nhã ba la mật đa vô biệt ly điện đạo vô tư cư khinh đề ba văn thế như vậy ban nhã ba la mật đa cố đắc nga nâu đa la tâm miêu tâm bồ đề. Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni còn bên trong chánh điện hoan hỷ tiến ra phía trước để khởi công. Thế đại thần chú, thế đại minh chú, thế vô thần chú, thế vô đằng đằng chú, năng trời nhớ thế cổ chân thật bất cứ cô thiên minh nhà ba la mà ra chú tư thi chú thiên đình đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba hai yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba hai yên đề ba la yên đề ba la na 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 ra đề sanh xa đề thắng xa thắng trí đề sanh trí đề ra vẫn cha ta vẫn cha viên đề ca ta đề ca ta ba a nguyện ngày an lành đêm an lành à đêm ngày xin mời các Phật tử cùng tiến lên mọi đường xem đất để cùng đọc thổ và xin chùa xây dựng thời đều an lành xin xếp hàng quý vị đi xong rồi quý vị ngày an lành đêm an lành na đêm ngày sau thời điều an lành na ta ca ca thời đều an lành na xin nguyện tam bảo thương cha hộ nguyện ngày an lành đêm an lành na đêm ngày sáu thời điều an lành ta ca ca thời đều an lành na xin nguyện hộ pháp thương cùng hộ nam mô liêu mai giác kiên tường bồ tát a nam mô liêu mai giác kiên tường bồ tát a nam mô liêu mai giác kiên tường bồ tát quyền đem công đức này à hướng về tháp đồng thanh đại đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghi thức lễ đặt đá đến đây đã viên mãn. Chúng con thành kính cảm niệm chư tôn đức, cung thỉnh quý ngài trở về nơi thiền khách để dùng nước giải lao. Toàn thể quý vị Phật tử tại đạo tràng chùa Trung An xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tam bái.
nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo tam ma phái. A Di Đà Phật, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức hoan hỷ quang lâm trai đường để thọ trai. A Di Đà Phật, một lần nữa chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn đức tăng ni hoan hỷ quang lâm trai đường để cho các Phật tử tại chùa Trung An phát tâm cúng dường. Và xin mời cung thỉnh chư tôn đức thọ trai, mời quý cấp lãnh đạo chính quyền cũng trở về nơi thay đường để dùng cơm trưa. A Di Đà Phật. Và sau khi quý vị làm lễ tổng thọ xong, xin mời quý vị Phật tử cùng ở lại, mỗi người một tay mà bắt bàn ra. Quý vị mở bàn ra, trải các bàn lên và mỗi người phụ dọn chén lên, dọn cơm để chúng ta dùng cơm trưa. A Di Đà Phật, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi con chào cô, bữa nay tham dự lễ đặt đá của chùa Trung An thì cảm
Cảm xúc của cô như thế nào cô? Cô chào cô. Bữa nay cô tham dự buổi đập đá ở chùa Trung An, cô cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi. Dạ. Và mừng chùa Trung An đây đã làm lễ đập đá được thành công tốt đẹp. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Cảm ơn con. Dạ.